Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Chăm sóc của anh nick nào ngon, xóa hợp lý nhất để trả lụa em. Em có thể viết một câu văn cho nó có nghĩa được không? Chăm sóc của anh. Đồng lắm luôn á. Chuẩn bị này. Đây rồi, có súng luôn. Ôi. Nó đạn luôn. Em bị tinh nghi. Mày gần ai? Nhà thủ nha. Anh em thấy đúng đà nhảy chưa? Đúng đà nhảy, mình vít người nhanh lắm. Bắn nhau bên kho kìa, xa kho. Từ từ đã em, đồ mình chưa có. Kiếm cái mũ đội đầu cho nó đau đầu anh. Nó bắn vào đầu, nhức hết cả đầu. Cẩn thận nha. Kho nào ở Nam ơi? Không, bên vận 210 đang bắn em rồi, từ nhà 3 tầng. Vã bọn nó đi. Trong kho em có bên... này. Nhà mình có. Trên nhà mình có này. Nam chưa giết à? Chưa, vừa nghe thấy. Trên này. Phang nó đi. Một chết đây rồi. Đây em. Á đủ. Xong này. Xem nào. Bạn ấy kêu mèo vườn chuột rồi. Nhòm. Thêm một lần nữa. Gần chết. Chạy vào khu ba nhà rồi. Khu nhà ba tầng rồi. Quá đáng phải nổi thề. Nó chạy vào khu nhà 3 tầng. Tránh Nam. Bắn đi bạn ơi. Có tiếng, nhà 1 tầng. Ui. Cứu được không? Em đang bùa. Chưa, bên hướng 295 nó bắn cơ, không phải bọn này đâu. À rồi, Linh nhờ nó chạy vào kìa. 2 thằng. 2 thằng nha anh, 1 thằng yếu. Về sau cứu anh. Nó vào trong nhà. Tầng 2. Cửa máu vừa đây, cửa máu. Em hết rồi. 2 thằng anh. Đây. Rồi xong em. Láo. Bọn này nó hỗn không phải láo. Người ta gọi là hốt láo. Bắn luôn xích lợn nhá. Xa dạ. Anh chị em tâm sự xích. Dạ thì to lắm à, mọi người làm nào để chụp màn hình ở trên điện thoại Android này. Trời ơi. Tùy giảm âm lượng dấu mẹ dấu hốt phím hôm. Phím hôm như iPhone vậy. Hoặc là tăng âm lượng đi phím hôm. Samsung hay phím nào. Trước thì là nút gì nhỉ? Tăng giảm, tăng đâu? Cộng với trừ. Tăng âm lượng với giảm âm lượng cùng một lúc.
thấy trên đúng kìa. Không đúng. Tôi đem Google. Máy gì? Anh rồi. Nhiều lúc tôi đi. Nó không biết máy nó máy gì. Thôi là hãng anh gì? Anh có làm xanh mấy cả máu cái không? Gì không biết thì tra Google này. Đã xanh. Này, nữa này. Để dễ Google trả lời các bạn ơi. Đúng. Để tra Google. Coi như chắc cũng rồi. Có 7 năm mình cảm ơn Bảo nhá, cảm ơn em. Cảm ơn em đã donate tinh tế. Tôi không biết anh rồi lại giống vãi nồi buột ba ngón à ba ngón rồi ok cảm ơn một bàn nhưng mà cần thiết là như vậy không chợ xanh ở đây đây đi ok anh ơi ở đây đây anh ơi Linh ơi mà chẳng biết nào luôn anh đây đây, đây. Trên đầu anh trên đầu anh. Mẹ, bắn yếu lắm rồi đấy. Tới đã xanh nha Linh ơi. Đây rồi, nó nhiều này. Nốc hoa hay gì? Nốc hoa gì? Bắn xong. Đi đúng không? Ừ. Bắn ở San Hốc là lúc nào trong trạng thái căng như này này. Không, đây thằng boss không phải là không phải người đâu. Anh nghĩ là người nó vẫn còn đang lẩn quẩn ở đây đấy. Pylan vẫn còn dead zone kìa. Ok. Thế mình xuống cho Pylan. Đi. Nó chỉ ở Pylan nó chạy ra. Lùng lốt đi. Pylan ngoài bo rồi anh. Ở khu này này. Đây, cái khu bên sông này. Nhìn trông cũng nghi lắm. Xem tình hình như thế nào. Biết đâu bất ngờ. Linh với lại xích đều bắn ra rồi nha. Đúng rồi. Có mở cửa em ơi, có mở cửa. Khu này có mở cửa. Xuống kiểm tra cho nó nhanh. Quất luôn này. Ngồi trên đợi bọn này lâu lắm. Mất thời gian. Đấy, thò ra cửa sổ bắn đi bạn này. Ừ. Ê, cái kiểu mà chỉ có một nhà mở là bot. Có xe đi qua cầu, chuẩn bị, có xe chuẩn bị đi qua cầu. Ok. Cầu này hả em? Tuyệt. Ôi, em thấy double kill luôn. Đúng. Tưởng Vi mới cả... Cái gì? Cả Lê Vi à? Ôi, đưa nhau đi trốn à? Em ơi, xe máy. Em đi đẹp á. Có người, trong nhà. Nhà trái phải anh. Viên nhà còn một. Em biết. Bắn đây, bắn vận bờ sông nhá. Ok. Ra chỗ em ấy, Linh ơi. Rồi, nhanh lắm. Mà đỡ được. Không chưa? Xong. Đây. Đang nằm ở gốc cây này. Đang nằm ở gốc cây. Người bơi sông sang rồi. Không thấy. Đây. Enemies ahead. Không thấy. Ping kiểu gì ấy, lúc thì ping chỗ này, lúc ping chỗ kia không. Enemies ahead. Chịu. À, Linh ơi, lấy con xe đấy anh em phi lên luôn. Đi. Em có máu nước rồi đúng không? Tí chia cho anh nhé. Em đầy đủ rồi. Ok, đi luôn. Đừng lái cho. Anh hình dung được cái chỗ nam đen bảo rồi. Ui, sao trên toàn. Này vẫn còn vậy? Thế thì anh em lên trên trước anh thôi. Lên đỉnh luôn. Anh cứ gặp luôn à? Kìa. Anh gặp luôn à? Trong nhà cơ. Thôi trong nhà. Con. Từ từ anh cứu nam đó. Kịp rồi. Ui, đẹp trả luôn. Thôi xong mày, chúng mày. Cày nhờ. Ôi. Đẹp. Ôi. Được rồi, an toàn. Bắn hộ cái nữa.
Bọn này nó đéo đâu bỏ ra. Ra đông thế nhở? Nó ra ngoài bò, sợ nhỉ? Đông thật. Nhìn là chán chê, khu nhà này không có, chạy xuống rồi. Nó bắn mình ở đâu nhỉ? Khó nhìn quá. Trong mắt cam thì phải. Ờ, đây này, xác con này. Máu nước cả đi. Từ từ, máu nước sau lại. Để em đi tiếp. Dăm ba bạn nhỏ. Chạy sát trái hay sát phải ấy? Sát trái được. Chả cần phải sát trái, sát phải. Lấy xe mà. Lấy xe mà phóng em. Từ 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 từ, đừng lên xe vội, đừng lên xe vội, toàn đấy. Đợi anh tí, đợi anh 1 phút 30 giây. Có thể cái thằng bắn anh là cái thằng cùng team với cả cái thằng nam nó đang tát. Linh ơi, thằng đấy nó chạy, nó chạy vào cái hướng ba kho đấy. Đây, chạy cái viền sông. Nó sẽ phải chết. Nó tát anh nó sai rồi đúng không Linh? Ê, nhưng mà quả đấy anh chạm vào em thì em vẫn chết Nam ạ. Ừ. Bởi vì là máu qua. Cái máu ăn tụt rồi. Anh nghĩ là bọn kia chưa qua được. Chưa vào trong bon nữa. Mình ra cam đi. Ui. Có tiếng bên phải. Rồi anh nghe rồi, cảm ơn Bảo nhé, cảm ơn em. Một thằng. Cứ để nó ở đấy, để nó nằm đấy. Kia rồi, bạn nó kia rồi. Một thằng sau đá nữa. Sau cái hòn đá đấy luôn gì? Ừ, sau hòn đá đấy. Quất luôn rồi. Vẫn lát lên rồi đấy, lên đi em. Mẹ, thấy hụt phát. Lại đây thằng nữa, còn thằng nữa. Trên núi đúng không? Chỗ viền, chỗ hướng 290 tầm đấy. Kia rồi. Chạy trái, lấy trái. Yeah, nó ngó. Ngó thêm một lần nữa. Rồi anh em mình cùng lên nhá. Từ, đợi anh tí. Em uống thêm bình nước. Em trái anh phải nhá. Từ, em bố... rồi, nào. lên này. Ok. Rồi, ok. Bơm máu cái Linh. Bơm. Ui, Linh bị nó bắn à? Vâng, nó bắn. Khốn vậy. Nó nhiều đồ lắm em ạ. Em nhanh hơn rồi. Bọn này quay lút thỉnh. Lấy bao? Em không, em... Ui, tầm này còn ít gì nữa. Dầu rồi. Đi thôi. Dầu vãi đạn rồi. Úi dồi, xét 3 luôn. Ui, anh 12 mạng rồi Linh ạ. Em 9 rồi. Nhanh thật sự. À, team nãy nó lốc anh đấy á. Ờ, chắc là team này rồi. Úi thế, chính tỏ bọn nó chạy nhanh nhở. Chạy cũng nhanh, đã đến đây rồi. Chết rồi, bò cuối. Kịp đấy anh, không sợ. Ừ, kịp, thằng này. Em có thiếu nước không? Em không, em đủ rồi. Em đầy. Thiếu bảo anh có 9 bình đấy. Thì em tận 6 bình. Cái giáp của anh đánh quá rồi. Trận này xong mày còn bắn nữa không? Có. Thêm một trận nữa, sang hết trận. Chị làm trận sa mạc, bắn sa mạc thích. Kì. Thôi. Cười buồn ngủ chết luôn ấy. Ấy sai thóc rồi còn buồn ngủ ấy. Không thấy người nhỉ? Tuấn giờ này lai muộn mà, toàn người nữa. Bắn sa mạc không thấy có người là chán. À, không lai muộn như vậy mà còn lắc lòi ra kìa. Ừ thì lát thôi. Ai nói gì đâu. Bắn chả ngủ hết.
Mẹ like thế là được rồi, like nhiều. Anh em xem mệt. Anh em xem like nhiều quá, anh em chả xem clip nữa. Chán. Làm clip ra không ai xem, buồn. Buồn thối ruột. Sao máu mình mất nhiều vậy? Cảm ơn em rất nhiều nhá. Trước mặt em, trước mặt em, trước mặt em. Nốc 1, nốc 1. Gạt, 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 anh gạt. Cảm bảo nhá. Anh gạt, anh gạt. Đang bắn ai vậy? À rồi, bên kia. Nó giết được người kìa. Một team bị clear thì phải, một team bị cốc khói rồi. Quả bom chí thế nhỉ? Quả bom xịn đấy. Chí tía lại gặp chí. Chí kỹ năng. Trong nhà kìa. Trong khu nhà. Chưa thấy. Tầm này nằm ở bên trên rồi. Góc mình không có góc để di chuyển đến mục. Mình ở ngay cái ngoài này chạy lên là hơi quay. Anh chuyển góc tí nha. Cố hẳn đi anh. Mình chạy, nếu mình di chuyển thì mình chạy góc này sợ trong nhà bắn vãi nồi. Sợ thật luôn anh ấy chứ. Vãi. Kệ luôn. Vì sự nghiệp bắt cái thằng đấy. Bắt cái thằng ném bom. Anh nghĩ là ai còn 8 thằng nữa thì anh nghĩ hết rồi đấy. Trong nhà chắc không có người đâu. Ừ, cứ bắn đi, ừ, bắn đi. Tao chạy tao móc hẳn ra đằng sau, móc hết cả hai team luôn. Chưa thấy bọn nó đâu em ạ. Bọn nó ở chỗ cái đoạn, ở đấy có một cái dốc, nhà anh. Em thấy rồi này. Lát đồi, tác không được 140. Thường chỗ gần cái anh nhà bỏ ấy. Rồi, anh bỏ rồi, anh bỏ rồi. Cái sườn trước mặt luôn đấy anh. Ok. Ui chỗ này. Cẩn thận em nhá. Khu nhà có người đấy. Tôi thấy thằng nào. Mình chạy sang chỗ này cũng hơi khoai nhỉ. Cái khu nhà này vừa rồi có. Mark the location. Ui. Ờ ngoài qua kìa. Đây rồi. Chỗ nào đây anh? Mark the location. Cái cây đấy. Cứu kìa. Từ từ nhận ra làm sao. Ui, sợ làm sao không. Nên cứu hộ cái. Bạn thì cần chạy lên thôi này. Đổ xong nữa mình à. Cứu, đến cứu đi. Yếu lắm luôn, cực phẩm miếu. Ui nó tết nhòe luôn kìa. Thế mà vẫn sống được luôn ấy. Nó vẫn đang muốn cứu thằng bạn nó đấy. Nó ở khúc cây này. Mark the location. Cây em vừa bắn nó đấy. Nó ngoài bo. Táp đi em ơi, táp đi. Táp áp lực lên nó. Nhà có người kìa. Nốc tiếp. Tầm này các bạn chạy sao được. Kia rồi, thằng bạn nó chắc ở trong đây này. Mark the location. Nó muốn cứ để bò nhá, đừng không cần gạt, không cần gạt. Để nguyên đấy. Xem bạn nó có đến cứu nó. Cái thằng bạn nó ở trong bò rồi. Ui, em gạt được, em gạt quả đấy là anh ăn mạng ở bên nó bò được dịch xuống rồi. Không cần, không cần. Nó bò dịch xuống, bạn nó có vào hay không là điều quan trọng. Bạn nó mà bò và cứu nó thì ngon quá. Anh đang muốn bạn nó đến cứu đây. Mình ngoài bo nhá anh nhá. Ok.
mình cứu à? Chỗ em ở trong bo rồi, chỗ này mình cũng tạm được. Đấy, đấy. Không không, đấy đấy là thằng bị nốc. Không phải. Bạn nó bỏ nó rồi. Em chạy vào bo trước đi. Gần bo mà, gần bo mà không. Cứ chạy vào tìm góc backup trước đi. Để anh đứng ngoài anh. Rồi. Đây, mình chạy sang bên này một tí là vào rồi. Ok ok. Clear rồi đấy. Anh nghĩ là thằng còn lại cuối cùng của nó bị team kia giết. Bọn này ở dưới viền nhà rồi. Ừ. Viền tường kia rồi. Cái viền tường đấy tí ở ngoài bo mà, sợ gì. Mình 2v2. Từ từ nhá. Em cứ ở đằng sau đi. Anh quét lại đằng sau một lượt đã. Để đề phòng củi lửa. Sạch rồi đấy. Bo này muốn chạy được. Thốn đấy. Chắc chắn viền tường rồi. Chắc chắn viền tường. Ok. Tiếp tap M16. Bỏ nó kìa. Đâu thằng nào đó rồi anh. Để tap M16. Bỏ nó. Úi địt. Phái nồi thế. Em có biết được nó đang ở đâu không? Không, em đoán vậy. Em vào trong rồi. Nhà rồi. Trong nhà. Anh nghĩ là trong nhà. Rồi. Tầng 2 em ơi. Một viên đầu, hai viên người. Bắn hộ. Cầm ca mà ghê à? Cực yếu em ơi, siêu phẩm yếu rồi, một thằng yếu. Có hai thằng. Trên tầng của nó là cái cầu thang ở ngoài bo. Đệt. Thế từ từ. Em ra ngoài em đáp bom, em ra ngoài lệnh bom lên. Cực yếu, siêu phẩm yếu. Nhảy ra rồi. Còn thằng xong rồi. Trời mẹ ơi. Đã M16 tết tay thế làm sao mà chạy được. Đúng anh em. Ui táp. Nhìn này. Tuấn 16 ạ. cái vết iPad nó hằn lên tay này. Ui. Cầm chắc iPad để táp ấy. Thôi thế nghỉ nhá.